Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn dùng thử chiếc thang máy gia đình của hãng Sibes. Đây là mẫu thang A4000, là dòng sản phẩm có kích thước nhỏ nhất của Sibes, một thương hiệu thang máy rất nổi tiếng của Thụy Điển. Chiếc thang máy này không có hố vis và được thiết kế tối ưu diện tích phù hợp với những vị trí có không gian hạn chế. Và đây tôi đang gọi cái thang này xuống. Chúng ta đang ở tầng 1 và tôi sẽ mở cửa đi vào. Các bạn thấy nó thiết kế rất là giống các cái hệ thống cáp treo của Thụy Sĩ. Và đây là bảng điều khiển. Tại bảng điều khiển chúng ta sẽ có nút để gọi các tầng, đây là từ 1 đến 5, tức là thang máy này có 5 điểm dừng. Ngoài ra có nút màu đỏ là nút dừng khẩn cấp và nút báo động. Đây là phần tay vị. Thang máy này sử dụng hệ thống chuyển động trục vít. Đây các bạn nhìn thấy trục vít ạ, hay còn gọi là Eco Silent. Và đây là cái cửa ra vào, bây giờ chúng ta sẽ vận hành thử. Ta sẽ chọn số tầng. Ví dụ về tôi lên tầng 5 là tầng cao nhất, các bạn bấm tầng 5 và thang bắt đầu nó sẽ di chuyển rất là êm. Trong thang cũng được trang bị điện thoại để các bạn gọi ra ngoài khi gặp sự cố. Xung quanh thang được thiết kế bằng các lớp kính tạo không gian thoáng đãng cho ngôi nhà, và thang này các bạn có thể đặt ở giữa cái phần thang bộ. Tốc độ của thang là tối đa 0,15 m/s. Các bạn thấy rất là đẹp về mặt thiết kế và hoàn thiện. Thang sử dụng động cơ 1 pha hoặc 3 pha với công suất từ 1,5 cho đến 2,4 kW. Và thang vận hành rất là êm. Các bạn thấy là cái thang nó sẽ đi theo cái trục vít này, đi theo các tầng. Bây giờ chúng ta đã lên đến tầng 3 rồi. Do thang máy này không có cửa ngăn cách với cái cửa ra vào nên đôi khi có thể gặp sự cố, và lúc đó thì các bạn có thể bấm cái nút dừng ngay lập tức ở đây, nút màu đỏ này. Bấm cái thì thang sẽ dừng khẩn cấp và giúp chúng ta xử lý sự cố. Còn muốn đi trở lại bình thường thì ta lại rút nó lên và bắt đầu thang lại di chuyển bình thường. Thì đây là tính năng rất là an toàn. Với cơ cấu vận hành trục vít thì việc bảo trì của thang cũng khá đơn giản. Thường thì nhân viên kỹ thuật sẽ tra dầu mỡ vào trục vít và kiểm tra các tính năng an toàn của thang. Các bạn thấy do xung quanh thang đều là vách kính nên chúng ta thấy rất là thoáng, mặc dù cái không gian khá hẹp. Và thang đã đưa chúng ta lên tới tầng 5. Đến nơi thang nó sẽ báo hiệu cho chúng ta biết. Đây, ra rồi này. Đây. Tự động hết tất cả đây. Bây giờ đẩy nó tự ra. Đẩy nó tự ra, đây. Bây giờ chúng ta sẽ bước ra để quan sát bên ngoài thang. Các bạn thấy rất là gọn, vừa vào lòng cái phần ô thoáng ở cầu thang. Ở bên ngoài cũng có nút gọi thang như các thang thông thường. Thiết kế tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng và phù hợp với không gian nhà nhỏ. Cái phần bên phải là cái nơi chứa cái hệ thống dẫn động trục vít. Đây là cái trục vít, nó sẽ kéo từ dưới tầng 1 đến tầng 5. Và cái thang này sẽ được đưa lên nhà trục vít. Còn đây là hệ thống điều khiển của thang, cái mạch điều khiển nữa. Trong thang cũng được tích hợp sẵn ắc quy để đề phòng khi mất điện, nó có thể đưa bạn ra ngoài ở tầng gần nhất. Hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.